Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Sáng ngày hôm nay, bên em sẽ tiến hành dọn kho và thanh lý một số con lọc TDK của Nhật, dòng lọc đa tổng, lọc 30A nhé. Đây là những con lọc siêu khủng. Và những con lọc này thì bên em còn sót lại kho, những con xấu và những con hơi bị mó một tí. Thì em sẽ thanh lý giá tốt cho tất cả bác để các bác sử dụng lọc cho dàn âm thanh của mình nhé. Trước thì em có về được tầm khoảng 30-40 con. Thì những con đẹp em bán hết rồi. Còn đây là sót lại những con còn 6. Thì em sẽ bán giá tốt nhé. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu những con lọc này. Lọc này của hãng TDK mã là ZRCT 4030 nhé. Đây, con lọc đa tổng, lọc có thể lọc được 1 pha và 3 pha đều ok hết nha các bác. Đây, và một con lọc như thế này thì nó sẽ có cân nặng là tầm khoảng 4,2 kg đến 4,5 kg một con nhé. Rất là nặng nha bác. Thì còn sót lại ba con cuối cùng, em sẽ báo giá để bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Hai con này nó bị móp này, đây, móp này. Đó, đây. Giá em thanh lý là 700 ngàn một con, bên em bao ship nhé. 700 một con, bao ship. Đó, hai con móp. Khi các bác mua những con lọc này, bên em sẽ test và gửi video cho tất cả bác để các bác yên tâm nhé, đang còn hoạt động ok 100% nhé. Thanh lý 700 ngàn một con. Đó, hai con bị móp này. Còn đây là những con vỏ bị oxy hóa, bị đen một xíu này. Đây, bên ngoài thôi, còn bên trong thì bên em đảm bảo với tất cả bác là ok hết nhé. Đây, còn lọc ba con này thì bên em sẽ bán cho tất cả bác với giá là 750.000 đồng một con nhé. 750.000 đồng một con này nó cũng bị một tí đây này. Đó, con này có chiều dài là 25, chiều cao là 11 và chiều rộng là 12 nhé. Đó, bác nào có nhu cầu muốn mua những con lọc này để lọc cho dàn âm thanh của mình thì liên hệ cho em nhé. Đó, những bác nào mà không cần quan trọng vẻ bề ngoài thì mua những con này lọc cực kỳ là tốt nhé. Rồi, thì mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969 569 157 nhé. Rồi, chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.